Khiếm năm cao phân bàn tức lịch vì liền mong đập dục mà phục nhóm có miền phương mạng bay cửa xa cao nông miền cửa xa mừng đi cửa xa chán nâng cửa xa khu nhóm lần lửa nụ lần lửa tập bộ lửa tập bộ xa riêng nụ mà đây lửa phía đàn cao lao nó lươn á lươn cực 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 mà lươn mong ta mong đọc mùi giúp đọc ta lươn mong rồi mong to nam cao được những bàn tục mùi tục mùi tôi vừa tục mà rồi đã cho một tẹo thôi mà đạn nó lơ phía đàn nó lên cao nó là riêng cái lên nó là riêng là cái đồ ảnh là riêng việc phục phôi ảnh tích ảnh tích lơ nó bắt bắt chụp pê pê cái ba chụp những bàn mưu ở đây thế mà cho rằng bộ phận tây phùa thì đã bước lầm lắm có tức cái sợ tao mà xâm ạt tôi liền nên nó liền tôi tẻ dường nó việc chụp xe chụp ấy nè rầm nâng tôi mua thì mà mua biết cho pin nó mà chụp bắt ở pì bắt tao Sesan and Srepok River Basin. We also identify the six critical issues. One of the issues that we had challenging is sharing information, and also another issue is a reservoir operation, emergency response in this area. And after identify the challenge and issue, we approach it we approach to building the cooperation mechanism to address the issues. Different area of cooperation have been setting up for sharing data and information, for strengthening capacity of the province level to setting up some the supporting group for the high level to make the commitment on the water resource management at the border of Cambodia and Viet Nam side, and also setting up the mechanism for the provincial level in terms of the implementing the particular issue at the provinces. Thank you.
Thì trên hệ thống sông này nó có rất nhiều nhà máy, như đây là nhà máy cuối cùng trong tập đoàn điện lực Việt Nam, thì họ giao nhiệm vụ cho cái nhà máy và công ty này là tiếp nhận thông tin từ các nhà máy ở phía trên, như là nhà máy thì cái chính là những cái hồ lớn ở phía trên như hồ thủy điện Gia Ly, rồi một số thông tin xả lũ từ nhà máy thủy điện Sesan 3, Sesan 4A, Sesan 3A. Thì mình mới lập những cái kế hoạch và những cái tình huống để mình thông báo về phía cho nước bạn Campuchia về tình hình vận hành tàu máy này. Hiện tại mình chia sẻ các thông tin sang phía Campuchia theo quy định của quy trình viên hồ chứa thủy điện trên thủy điện sông Sesan này do Thủ tướng Chính phủ cấp, gồm có các thông tin như sau. Thứ nhất là cái thông tin, cái kế hoạch xả nước nửa tháng một lần, tính từ ngày 1 đến ngày 15 và từ ngày 16 đến cuối tháng. Cái thông tin thứ hai là về cái mùa lũ, khi có lũ lớn mà gây ảnh hưởng đến mực ở phía Campuchia thì sẽ làm thông báo sang phía Campuchia. Cái thứ hai nữa là cái căn cứ vào cái với cái mức lưu lượng xả thì địa phương đó là căn cứ vào cái phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du của các cái thủy điện là thông báo thường trực ấy, và phòng chống thiên tai thông báo cho địa phương phải tổ chức di dời ở mức ngập mà ảnh hưởng đến cái dân vùng hạ du. Cái nhất là để mà cái chia sẻ để mà triển khai nhanh ấy, đáp ứng được cái nhiệm vụ trong công tác phòng chống thiên tai mà để phòng tránh hạn chế những cái thiệt hại, thì thứ nhất là cái thông tin phải đến kịp thời, rồi các cái hình thức sử dụng thông tin để mà người dân họ biết, và các cái phương án mà các cái mức độ ngập là khi mà họ cứ thông báo cho người dân họ biết là họ cảnh báo những mức độ ngập ấy là ở vị trí nào, các cái cọc mốc ấy ở vị trí nào để người dân họ tiếp cận, họ có cái tổ chức di dời cho nó thật là kịp thời và nhanh chóng. Trong đó là cái nhất là phải có cái xây dựng cái phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du rất là kỹ lưỡng, đảm bảo, thì lúc đó mình mới huy động nó hiệu quả hơn. Tăng từ năm 2014 máu dương móc miền thiệp ở lò xa chiên môn của dương miền à cùng rông đại dương hạ ca cho mỗi Việt Nam đại viên ban phòng đang mà dương hai bờ môn 2014 nó cứ ấp sọt thêm rồi và cứ ấp sọt thêm rồi à lấy về miền thiệp ở xa chiên môn ban đây tha về lò chiên môn ca nông ca bắt đầu làm đằng và nông ca bắt đầu làm đằng mà ơi khai đôi chi mà ơi trở lên được không chiết và đảm bảo đăng môn. Tại còn là trong sòng trắng hay mùi tiệc trong sòng bóng bò ai rẽ xa nơi à ca chu nằm đăng bằng to ngày tận tay ca chu nằm đăng bằng to nắng cứ xong ở miền phía chẹn lẹ chiêng môn và nằm bò bọc nhầm nâng xong mà bằng ca đã dân là ca bắt đầu bò miền á xong ôi mến chọc cả ngày nâng ấy xài nâng tí cứ xong ôi miên bằng to ôi mà là dạng phía về.